Năm 1980, thầy về thăm Hòa Thượng Thanh Từ. Được Hòa Thượng Thanh Từ trắc nghiệm bằng công án thiền tông. Ba cân gai là gì? Bạch thầy, lá cây rung trước gió. Hòa Thượng Thanh Từ gật đầu. Lúc bấy giờ thầy quỳ xuống xin Hòa Thượng cho thầy nhập Niết Bàn. Hôm nay, các con được đọc bộ sách Đường về xứ Phật, thấy rõ đường đi và cách thức tu tập của Phật giáo và những cái sai của kinh sách phát triển và thiền tông là nhờ ơn đức của Hòa Thượng, người đã giữ thầy ở lại để giúp người chấn hưng thiền tông Việt Nam. Trước lòng tha thiết của Hòa Thượng, thầy ở lại. Nhưng 20 năm chịu nhiều cay đắng và khổ đau vì các pháp bên ngoài và thân tứ đại vô thường. Nếu không có nội lực vững vàng thì thầy đã bị ngã gục trước các ác pháp cay nghiệt. Khi thầy tu xong, Hòa Thượng khuyên thầy nên đọc lại toàn bộ kinh sách Đại Thừa, Thiền Tông, kinh sách Nguyên Thủy và lịch sử Phật giáo. Suốt hơn 2 năm trời, dùng trí tuệ ly dục ly ác pháp quan sát toàn bộ kinh sách của Phật giáo hiện giờ như núi như rừng, thầy đã phát giác ra được tất cả những điều sai trái, mê tín, dị đoan, phi đạo đức và mâu thuẫn trong kinh sách, nhất là kinh sách phát triển, thì sự sai trái lừa đảo lường gạt tín đồ lại nhiều hơn, biến thành một truyền thống phong tục mê tín từ những người tri thức đến những người bình dân ít học. Nhờ đó, hôm nay các con mới biết được sự thật của Phật giáo. Nếu không có Hòa Thượng sách tấn thầy trên bước đường tu tập thì làm gì có ngày nay thầy dám nói ra sự thật. Dám nói ra sự thật là nhờ lời dạy của Hòa Thượng. Phật pháp còn là còn người tu chứng. Tóm lại, công ơn của Hòa Thượng đối với các con rất sâu dày. 1. Khuyên thầy ráng tu tập để cho Phật giáo được trường tồn. 2. Khuyên thầy ở lại giúp Hòa Thượng chấn hưng thiền tông Việt Nam. 3. Khuyên thầy đọc lại kinh sách để xây dựng thiền tông Việt Nam theo đúng đường lối Phật giáo. Thiền là giúp cho tâm chúng ta thanh tịnh, không nghĩ bậy, nghĩ bạ, không nghĩ điều này thế kia, cho nên tâm chúng ta không bị chướng ngại. Còn chúng ta vì cái tâm mà không nghĩ ngợi, không lo lắng, không sợ hãi, nó không bệnh, chúng ta gọi là thiền trị bệnh, chứ nó không phải là thiền trị bệnh đâu, mà chính tâm chúng ta trị bệnh. Đó thì các con hiểu như vậy mới là cụ thể rõ ràng hơn, chứ còn hiểu mà thiền thì nó sai đi. Bởi vì thiền nhiều khi người ta ức chế cái tâm người ta, ức chế cái ý thức người ta. Đạo Phật, các con đọc trong kinh Pháp Cú, đạo Phật nó ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Thế mà người ta cứ ức chế cái ý thức của chúng ta hoài. Mấy con thấy bây giờ ngồi lại cố gắng mình gom cái tâm mình lại. Mình gom cái tâm mình lại, không có cho nó nghĩ ngợi ra một cái gì hết. Thì đó không phải ức chế cái ý thức của chúng ta sao? Đó là chúng ta tu đúng theo Phật hay là tu đúng theo ngoại đạo? Đó là tu theo thiền của Trung Quốc, của người Trung Quốc, của các vị thầy Trung Quốc. Họ dạy chúng ta sai rồi quý vị. Bởi vì chúng ta dùng ý thức để làm chủ. Bây giờ cái ý của chúng ta như thế nào? Bây giờ thấy cái người đó họ chửi mình không giận thì mình phải biết đó là nhân quả. Đời trước mình có gieo duyên gì, đời nay mình mới gặp nhau, mà gặp nhau trong cái nghịch cảnh mới có chửi mắng nhau chứ. Do đó mình không giận là tại vì cái trí mình hiểu.
Còn cái thiền ngồi cứng ngắc, người ta chửi cũng như gọc cây vậy, cũng như con cóc vậy, thì cái thiền đó thiền gì? Nó thành ra cái thiền đó là thiền Đông Độ, cái thiền của người Trung Quốc sai mất đi. Từ khi mà thiền mà truyền qua Việt Nam chúng ta, cho đến khi mà chúng ta có một cái dòng thiền gọi là thiền Trúc Lâm Yên Tử, nhưng mà sự thật ra của người Trung Quốc chứ không phải là của người Việt Nam. Chính bây giờ đó, thầy làm người triển khai thiền Việt Nam. Bây giờ mấy con tự, tất cả Phật tử ở đây á, mấy con thấy nãy giờ thầy nói đều là thầy triển khai Phật Pháp. Mà triển khai Phật Pháp tức là triển khai con đường thiền của Phật. Thì không phải là thầy là người đầu tiên sao? Phải không? Mấy con thấy có ai, có ông thầy nào, có người nào đâu mà triển khai cái con đường như thế. Đó, mấy con cứ nhận thì mấy con sẽ thấy được cái điều này. Chứ không phải là thầy tự khoe mình, tự xưng mình, mà là một sự thật. Cho nên trên cái con đường mà tu tập thì chúng ta phải biết phân biệt thiền này từ ở Trung Quốc truyền sang qua các sư thầy Trung Quốc, Lục Tổ Huệ Năng truyền qua chẳng niệm thiện niệm ác. Thì các con thấy chẳng niệm thiện niệm ác đâu phải là thiền của Việt Nam đâu. Rồi thiền mà từ ở bên Campuchia mà truyền qua là thiền của Nguyên Thủy, thiền của Campuchia, nó đâu phải là của Phật đâu. Của người Campuchia, người ta sẽ nghiên cứu kinh sách Phật, rồi người ta viết ra, rồi mình tu theo. Chứ sự thật ra đâu phải là chính họ hiểu chắc chắn là như vậy. Nếu chắc chắn như vậy là cái người Campuchia họ đã làm chủ sinh già bệnh chết, bốn cái khổ họ đã làm chủ rồi. Sự thật ra người Campuchia họ có làm chủ bốn chỗ sinh già bệnh chết đâu. Cho nên cái thiền của họ cũng chưa phải là đúng. Cho nên vì vậy mà ở đây chúng ta cần phải đề cao cảnh giác mọi mặt, cái nào đúng, cái nào sai. Cái nào đúng là phải đi vào những lời Đức Phật dạy mới đúng. Lời của Đức Phật dạy còn đó, mai là chúng ta có được Hòa Thượng Minh Châu Ngài dịch ra cái tạng kinh Nikaya bằng tiếng Việt của chúng ta. Như vậy chúng ta cũng dễ nghiên cứu chứ đâu phải còn khó khăn đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta làm người Việt Nam, chúng ta phước báo rất đầy đủ. Về dịch ra tiếng Việt của chúng ta thì có Hòa Thượng Minh Châu đã dịch ra. Và về sự tu hành, tu tập thì phải nói rằng có Thầy. Thì như vậy có những gì thì quý Phật tử hỏi, Thầy sẽ chỉ dạy cho quý Phật tử tu tập. Đừng ngại